Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Inu chơi game giàu của mình. Thì hôm nay mình mang đến cho mọi người một cái clip nói về chủ đề là auto câu cá nha mọi người. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cái cách mà auto câu cá phiên bản mới nhất. Phiên bản này là fix được tất cả các lỗi của cái bản cập nhật mới này nha mọi người. Thì lâu lắm rồi mình cũng không có làm auto câu cá, thì hôm nay mình sẽ làm auto tu câu cá nha. Thì trước hết thì mình sẽ bật mí cho mọi người một tí xíu là mọi người hãy nhấn đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông, ngày mai mình sẽ cập nhật một cái clip auto quá hơi bị xịn nha mọi người, giúp cho mọi người tiết kiệm pin nè, giúp cho mọi người có thể là vừa auto câu cá vừa có thể chơi những cái tựa game khác hoặc là xem TikTok, xem YouTube các kiểu luôn nha. Thì mọi người nhấn đăng ký đi, ngày mai mình sẽ ra cái một cái clip đó nha. Thì ok mọi người, thì mọi người thấy tôi bận không, bận bà cố đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ tôi vô thay đồ, mọi người nhìn thấy bận quá. Đang làm clip mà kêu mình đi ngủ, mọi người đậu xanh thì chứ đổi bộ đồ cái mới được mọi người, đổi bộ đồ này đi chứ nhìn thấy nó bần quá mọi người, đang thu quy bần bà cố. Mọi người đợi tôi xíu nha, tôi đổi đồ cái thì tôi nói tiếp. Đấy, nhìn cũng đỡ bần xíu rồi, đỡ xíu rồi mà cũng bần mọi người. Thì bước đầu tiên mà mọi người muốn auto cá đúng không, thì mọi người hãy tải cho tôi một cái mà macro refi về máy của mình. Đây, mọi người tải cho tôi. Thì mình hướng dẫn cho bạn nào mà chưa tải luôn nha. Thì bạn nào mà tải rồi thì thôi. Bạn nào mà chưa tải thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tải luôn. Mọi người lên CH Play, mọi người nhấp vào biểu tượng Macro Refi và mọi người cài đặt nó. Đấy. Ok chưa? Đấy, mọi người cài đặt nó. Rồi tiếp theo đó là mọi người đi lên cái Google giúp tôi, mọi người nhấp vào là về phải không ta? Đâu để tôi coi lại cái tên app mọi người ạ. Cái tên app của nó là cái F1VM. Đây nè mọi người. Đó. Thì đây mình đã cài đặt Macro Refi xong rồi nè mọi người ạ. Đấy, thì mình cứ để đó đi và mình đi lên Google á mọi người, nhấp vào tìm kiếm là F1VM là nó sẽ ra nha mọi người. Đấy, sau khi xong mọi người vào F1VM giúp tôi. Mọi người vào F1VM giúp tôi và tôi sẽ hướng dẫn từng chi tiết một để giúp cho mọi người có thể auto câu cá. Cho những bạn nào mình chưa biết, bạn nào biết rồi thì hãy comment dưới phía dưới là một ngày mọi người câu được bao nhiêu cá nha mọi người ơi. Đấy, thì ok. Thì bước đầu tiên thì mọi người nhấp vào chữ cài đặt setting giúp tôi nha. Ở dưới phần cái góc mà bên tay phải màn hình đấy, mọi người thấy cái phần thứ hai đó là phần app 2 đây. Đây, mọi người nhấp vào. Ở đây là mình đã thêm rồi, nếu mà mọi người nào chưa thêm thì mọi người có thể nhấp hai cái biểu tượng này giúp tôi. Đấy. Rồi mọi người nhấn add app nè mọi người. Đấy, mọi người tìm tới cái thư mục là Macro Refi và cái Macro Refi và cái Play Together nha mọi người. Mọi người AD nó vào, mọi người add nó vào đấy. Ở đây thì mình đã add rồi thì nó hiện lên open. Thì mọi người nào mà phải add vô mà nó hiện lên open mới được nha. Còn nó hiện cái chữ màu vàng thì mọi người nhấp lại giúp tôi. Đây là tôi đã open.
đi lại cái hồ kế bên này mọi người. Đấy, cho nó gần, mình tắt âm thanh cái cho nó đỡ ồn nha mọi người. Đấy, mọi người đi lại cái hồ kế bên thì mọi người có thể test ở đây được. Thì ở đây mình sẽ test cho mọi người coi ở đây. Thì mọi người thấy cái dấu mà màu xanh xanh đây không? Đây đây đây, cái dấu màu xanh xanh đây, mình kéo xuống cho mọi người cùng xem đây. Mọi người nhấp vào nó, mọi người setting á, thì ở đây mọi người cái chỗ vòng lặp mà thì mọi người nhấp vào dấu trừ cho nó vào vô cực nha mọi người. Còn cái ngẫu nhiên này thì mọi người chọn cho nó là số 2. Tiếp theo mọi người thấy cái hình tam giác không, mọi người nhấp vào nó. Thì ở đây nó có hai bảng, thì cái bảng 1.1.6 thì nó chưa fit được mọi người ạ. Nó chưa fit được là nhận cái nhận diện cảm biến của cái con dấu chấm than khi mà mình câu cá. Thì ở đây mình xài cái bảng 1.0.9 của Weir. Rồi ok, thì cái bảng này thì nó đã fit được cái lỗi mà cảm biến của cái dấu chấm than rồi. Thì cái bảng này thì mình thấy là tốt nhất hiện nay nha mọi người. Đấy, và nó không có lỗi gì hết. Thì mà khi mà mọi người nhấp blue thì nó đợi một tí xíu, mọi người đừng có nấu nấu, nó sẽ lót một tí xíu và nó sẽ hiện cái bảng cài đặt này lên. Thì mọi người hãy nhấp blue cho mình. Đấy, sau khi cài đặt xong thì nó sẽ vô cái một cái bảng này để mình thiết lập. Mọi người cái phần phía trên này thì mọi người cứ để yên giúp tôi. Còn cái phần mà vị trí cần á, thì mọi người muốn dùng cái vị trí cần nào thì mọi người nhập cái số đó vô. Rồi còn cái những cái thông số này thì mọi người giữ nguyên giúp tôi. Đây, tới phần mà 0.5 này này là cái phần mà mình khuyến khích mọi người để 0.5 nha. Đừng để 0.25, 0.25 nó thao tác rất là nhanh, nó có thể lỗi. Còn 0.5 này là nó ít thì nó ít lỗi nha mọi người. Cái 0.5 này á, là cái đó là cái nhấp trên cái màn hình mình đó mọi người. Đấy, thì nó nhấp cái độ nhấp trên cái màn hình của mình đấy thì nó sẽ nhanh hơn. Còn ở đây thì mọi người chọn cho giúp tôi là cái bảng hướng dẫn tự động nè và cái bảng phát hiện viền. Mọi người nhấp hai dấu tích giúp tôi. Đấy, như vậy là xong rồi đó mọi người. Mọi người nhấp blue giúp tôi. Thì sau khi mà nó hiện lên á thì mọi người thấy cái mà cái dấu ba chấm nào, mọi người kéo cho nó giữa cái tên của mình đó mọi người. Đấy, rồi mọi người chờ đợi nó nha. Thì đây là cái phiên bản mà mình thấy là tốt nhất. Thì mọi người đi xem clip mình đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng cái chuông để cập nhật các clip mới của mình nha, để mình ra nhiều clip hay ho cho mọi người. Đấy, mọi người nhìn tôi test luôn đây. Đấy, lên nha mọi người. Như vậy là nó đã thành công với cái phiên bản này. Thì phiên bản này mình thấy nó rất là ok. Mình cũng treo cái phiên bản này không à mọi người. Một ngày nếu mà mình treo một ngày tầm mà 4, tầm mà 8 tiếng á mọi người. Nói 5-6 tiếng thì ấy mà tầm 8 tiếng cũng tầm được 100k. Một cái bóng bự đây mọi người. Thì mọi người xem clip của mình thì mọi người làm ơn cho mình xin một like, một share và một subscribe. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Thì ngày mai thì mình sẽ ra một cái clip cũng auto câu cá nữa, nhưng mà nó rất là hấp dẫn, mọi người đừng bỏ qua. Hãy nhấp vào biểu tượng cái chuông để cập nhật các clip mới của mình. Thì ngày mai là cái auto câu cá mà có thể là giúp vừa auto câu cá vừa coi clip được và vừa có thể chơi những cái tựa game khác được luôn. Thì ok, để ngày mai thì mình sẽ ra vào 5 giờ chiều nha mọi người. Lên được một con cá nha mọi người, rất là im luôn. Thì ok, clip của mình tới đây kết thúc. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sắp tới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để cập nhật các clip mới của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại.